Rồi, xin chào các bác, cô chú, anh chị. Báo cáo là hôm nay mưa quá, rất là bẩn. Nhưng mà cũng có một cái ý tưởng cho một cái cây lên một cái hòn đá ong. Em có một khối đá ong to như này. Và có ý tưởng này lâu rồi nhưng mà chưa làm được, vì là cái vùng quê em ấy, vùng Sơn Tây mà các bác, Sơn Tây hoặc là Hà Tây ấy, nói chung ấy, là các bác nhiều nơi các bác không có cái loại đá này, loại đá ong nhé. Thì đá ong này nó là cái gì? Là kiểu như là cái trầm tích của núi lửa ngày xưa hoặc là hoạt động địa chất ấy. Thì nó ở dưới đất này, nó liền dưới đất này. Và nó rất là cứng. Rất là cứng. Và người ta cứ vì nó liền dưới đất, nó như những cái tảng đất ở dưới sâu ấy, hoặc là lộ thiên ấy, thì người ta cứ lấy những cái thó hoặc là cái xà beng, đại loại như cái xà beng ấy, sắn thành những cái hay hình như viên gạch, viên đá ấy. Là xây nhà lên như nhà tôi đây là dùng đá ong đấy, thì hoặc là cái tường bao kìa đấy, thì nó rất là nhiều, vùng tôi rất là nhiều và nó mát. Thì ngày xưa chỉ dùng lại ở chỗ việc xây dựng thôi, nhà cửa. Bây giờ là làm mỹ thuật, mỹ nghệ rất là nhiều, đục tượng rồi là trang trí chậu cây cảnh rất là nhiều đấy. Thế thì cái hòn đá này nó có cái đặc điểm rất là thuận lợi cho bám đá bonsai ấy, đó là cái đá này nó rất là mát, và thứ hai là nó thoáng, nó có những cái đường chạy này các bác này, nó lẫn với đất, nhưng mà không phải là nó đặt đất ở trong đâu, mà nó chỉ ôm được những cái hạt đất ngày xưa ở trong này thôi. Và cho nên là trồng cây vô tư trên này nó như xỉ ấy, các bác trồng thoải mái và thoát nước rất tốt đấy, cây sống rất khỏe, nó không như cái đá xanh đâu đấy. Thì cái này có thể trồng luôn mà không cần đất cũng được, hoặc là đẽo cái này ra phủ lên là vô tư thì nó có đất rồi, và nó giữ ẩm rất tốt đấy, là cái lợi thế của cái đá này. Và cái vùng này tôi thì rất là nhiều, thích to cỡ nào có đấy. Thì có dịp tôi sẽ quay về cái làng nghề mà làm đá này, làm tượng hình thù các con vật, đại loại là bất kỳ cái hình thù gì là cũng thể làm được, nó rất là mềm đấy. Nhưng mà xây dựng thì rất là vững chắc đấy. Thì quay trở lại thì hôm nay tôi có một cái hòn đá như này, to dài như này. Thế nhưng mà vì nó trời mưa mà để đất thì nó ẩm, thì tôi dùng cái cuốc chim kia tôi khoét một cái lỗ ở giữa định để cho cái cây nào đó lên đây để bám đá ấy. Nhưng mà nó bị đứt mấy cái đuôi này, thì nó ở ngoài này đây, bác có thể nhìn thấy cái bãi phun ra, nhìn rất cái bãi mà mùn của nó đây, nhìn rất giống đất đúng không bác đấy. Và lấy cái này được cuốc đấy, thì cái đá này rất là mềm, rất dễ tạo tác. Thì bây giờ là thực tế là nó có như vậy thì là một số cây mình sẵn có thì mình tính xem nó cây gì có thể vào đá được các bác nhé, cây gì có thể vào cái hình này cho nó hợp lý rồi. Đây, sau mình sẽ bài trí sau. Đấy thì cái hình hòn đá này thì em đang muốn nó nhô nhô ra này, và có một cây gì đó nó có thể là buông xuống đây để thò ra cái vực, kiểu những vực thẳm các bác. Xong cái chậu này thì tính sau, bây giờ tạm thời cái này để định kiểu như khay nước thôi đã. Đấy thì đang có ý tưởng là trồng cái ổi vào và đổ nó xuống theo cái tán kia, đổ nó xuống. Đấy, là cái ổi này là một nhé. Hôm nay định để cái cây dưới này nhưng nó hơi bé, hoặc là cái cây ổi này, nhưng cây ổi này nó hơi yếu nên mới cho lên hơi yếu, chưa chơi được. Và cái cây thứ ba muốn cho cái roi này cũng được, nhưng mà roi này thì thôi tạm thời để chậu. Cái ổi này cho lên thì rất là đẹp, nhưng mà nó cái bệ của nó hơi to so với cái lỗ mình khoét được ở trên hòn đá. Cây xưa này cho lên cũng rất hay vì nó có thể tán, có cái tán rộng ra đấy, nhưng mà thôi quyết định chọn ổi, vì ổi mình cái sở trường của mình là ổi đấy các bác. Bây giờ chọn ổi
bây giờ như này. Tôi phải tháo cái cây này ra vì đang trời mưa làm rất ok. Chuyển cây viết rất là vô tư. Có thể là cái này hơi nhỏ, quét dịch ra đây tí, chấp nhận là nó hơi xấu tí các bạn. Đấy. Cái chỗ kia là cái đuôi của nó này. Đây là cái vòng đuôi của nó này. Nó bị đứt. Thôi, lại làm một cái quả đối trọng kỳ kỳ đấy cũng hay. Giờ tiến hành tháo cái ổi này ra khỏi chậu nhé. Vâng nhé. Và có thể thử quét thêm cái này. Vâng nhé. Đấy, các bác đang vừa rồi. Cái cây ổi này nó nổ trên chậu lâu rồi mà. Và có cỏ nữa các bác, cho nên là nhấc cái là ra. Này các bác nhìn. Cái ổi vừa rồi em làm ấy, định cho vào cái chậu cao nhưng mà có sẵn đá mà chậu chả biết bao giờ mua được. Tiền mua chậu thì tí nữa là bới vào đất để đua cho nó dịch ra tí nữa. Đua cho nó dịch ra tí nữa. Đấy, đua dịch ra. Tôi ra đây để cho cái chí ra cái chỗ này này, nó phải thoát ra đến đây. Đấy, để nó buông xuống cho nó gần sát với mép chậu kia được thì càng tốt. Đâu nhá. Rồi bây giờ triển thôi. Mưa quá nhỉ. Rồi bây giờ để em bóc cái bầu nó ra để cho vào kia ra vừa quá nhỉ. Mưa rồi các bạn, có khi phải chạy thôi. Đấy, các bác có nhìn thấy đang mưa.
Đây. Thôi để tạm thế các bạn, mưa phải chạy. Thank you.
Đây các bác, mô hình sơ bộ phía sau sẽ có một cái ít cái tiểu cảnh đá nhỏ nhỏ dưới này à, để nước vào cho cây nó mát. Đấy, giống như cái cây đang xuống ở bức vách đúng không các bác? Cái cây này yên tâm ở chỗ là cỏ nó bám xung quanh đất bầu nó, nhưng là cây nó sẽ không ảnh hưởng gì mấy. Với lại đang trong cái thời tiết ẩm mưa này, cái tranh thủ làm rồi các bác. Đấy, tạm thời nó hình hài nó còn hơi xấu xí đi các bác, sau nó mọc được rồi ấy, thì em sẽ phủ vải lên gốc để cho cỏ nó ổn định cái coi như là cái chậu đi, cho nó ổn định cái bệ cái gốc đi, thì sau đấy sẽ bỏ nó ra khi rêu phong mọc lên bỏ ra, và sẽ phải thiết kế lại cái tiểu cảnh lúc đấy. Thì cơ bản nó sẽ như này các nhá, tí nó mưa xuống cái chỗ đất cát thì nó sạch đá này, chờ những cái lỗ người ta gọi là dép tổ ong, lỗ của những cái hòn đá kia, nó cũng có những cái lỗ như thế, như cái tổ ong. Thì sau rất là đẹp, nó sẽ như này, sạch như này. Đấy, nhưng nó không vàng như kia, vàng là màu của đất, vàng nhà. Đấy, thì mưa quá, phải rút thôi, tranh thủ làm để còn đón cái đợt mưa này các bác. Đấy, các bác nha. Rồi, xin cảm ơn các bác theo dõi. Bây giờ là chui vào trong nhà để trồng cái cây gỗ ở kia, không có ngoài mưa thì không trồng được, cứ hết rồi. Rồi, hẹn gặp lại các bác ở bên video bên kia nhé.